Hello các anh, em bên phụ kiện cá rồng .vn. Thì hôm nay em sẽ review cho các anh cây đèn Margin thế hệ mới, ánh sáng 30.000K. Đấy, đây là cây đèn mới của Margin. Đấy, có lẽ cây đèn này là cây đèn đầu tiên ở Việt Nam, là cây đèn đầu tiên review luôn. Đó, thì hôm nay em sẽ review cây đèn này để xem ánh sáng của nó như thế nào cho các anh xem nha. Đó, về vỏ hộp thì đó, nó khá là chắc chắn. Nó cũng giống như là những cái vỏ hộp của Margin trước đó. Đây là hãng có để là đèn cho bối. Đấy, em thấy có màu tím, có lẽ là cây đèn này là cho bối tím. Đó, không biết nó sẽ ánh sáng của nó sẽ như thế nào. Em sẽ đập hộp review cho các anh xem thử. Đấy, rồi, đây. Rồi đây là về phần cái đèn. Đó. Cái đèn của nó thì bề ngoài nhìn có vẻ là nó khá giống so với những cái dòng Margin trước đó. Đó, nó cũng khá giống với lại cái Margin Super Color 3. Đó. Bối nó cũng giống vậy, cái vỏ của nó sẽ là vỏ nhám như thế này. Đấy, nhưng mà mắt led của nó sẽ khác nha. Đây, còn về cái cục nguồn. Đấy, cục tăng phô của nó sẽ là cục tăng phô màu đen. Tăng phô này là tăng phô mới của Margin. Đấy, sẽ là màu đen như vậy nha các anh. Đó. Rồi, cái đèn thì nhìn thì nó khá là sang. Nó sang Margin thì thiết kế cái đèn rất là sang luôn. Ngoài sau nó sẽ có cái từ là Super Color. Đấy. Đây là trên tay em là cây 1m4. Với công suất của nó sẽ là 43W. Đó, rồi em sẽ ốp lên thử cái con bối của em. Đây là con bối vàng của em xem thử ánh sáng của nó như thế nào cho các anh xem thử nha. Đây, em xem thử đây. Đó. Wow. Ánh sáng của nó em thấy là nó sẽ là một cái ánh sáng màu trắng. Nhìn vào thì nó sẽ là màu trắng, nhưng mà có cái phản tím. Nó phản lên cái màu tím á, ánh tím ánh xanh đó các anh. Đó đây nè, các anh có thể thấy là khi mà nó phản vô tường nè, nó sẽ rọi lên cái ánh mà hơi tím tím đó, thì có vẻ là nó sẽ phù hợp với lại bối tím. Đấy. Đây, và bây giờ em sẽ ốp lên thử con bối vàng của em xem nó như thế nào nha. Đây. Wow. Đó các anh thấy chưa? Đây. Đấy, những cái vảy mà nó không có vàng của con cá của em á, cái vảy mà nó màu xám của con cá em thì nó sẽ ánh lên cái màu tím nó rất là rõ luôn. Đó. Đây anh có thể thấy nè, đây nó để con cá nó bơi qua mình sẽ nhìn thấy được rất là rõ. Em thấy là cái màu tím của nó chiếu lên rất là đẹp luôn. Đó các anh thấy chưa? Đấy. Đấy. Đây con cá của em là không phải là con bối tím nha. Con của em là con vàng. Nhưng mà những cái đốm mà nó chưa có lên vảy vàng á, khi mà đánh cái đèn này vào thì nó sẽ hiện lên cái màu tím. Đấy, nên là những cái anh nào mà nuôi bối tím á, thì đánh cái đèn này nó, em nói thật là nó sẽ rất là đẹp luôn. Đó, nó rất là đẹp luôn đó các anh. Đây, em đợi con này nó bơi qua này. Đó. Đó. Đó, các anh thấy chưa? Đấy. Ôi, màu tím nó hiện lên rất là rõ luôn kìa. Đó. Đây con em là không phải là con bối tím nha. Đấy, nên là cái anh nào mà nuôi bối tím á thì tham khảo thử, dùng thử, mua một cây đèn này thử, em chắc chắn luôn bao không đẹp là không lấy tiền luôn, rất là đẹp luôn. Đó các anh thấy không? Nhìn vào thì cái đèn màu trắng nhưng mà khi đánh lên con cá những cái vảy tím á, những cái vảy cái đốm của nó sẽ hiện lên màu tím. Đó. Quá ok luôn các anh. Đây. Đây đó. Đấy, tím kìa. Đó, nhất là phần đuôi của nó đấy. Phần đuôi con cá của em thì nó sẽ hơi nâu nâu, nên là khi đánh cái đèn này vào á thì nó sẽ hiện lên cái màu tím của cá rất là rõ luôn đó. Rồi ok. Cái đèn này là chắc chắn là cái đèn dành riêng cho bối tím rồi. Quá là đẹp luôn. Đấy. Rồi. Ok. Đấy, ánh sáng của nó khá là sáng nha, rất là sáng luôn. Công suất là 43W. Đó, thì là anh nào mà đang nuôi bối tím, anh nào nuôi bối tím mới blue á, thì mình tham khảo thử qua cây đèn này. Cây đèn này là của Margin đặc biệt dành riêng cho bối tím, rất là ok, rất là đẹp luôn. Cây đèn đầu tiên ở Việt Nam dành riêng đặc biệt cho bối tím, rất là ok luôn. Đó, bây giờ em sẽ tắt hết đèn của con bối nhà em.
xem thử cái ánh sáng khi mà để vào một cây đèn này nó sẽ như thế nào. Em sẽ ốp cây đèn này trên cái hồ. Cái hồ em đã tắt hết đèn rồi nha các anh. Xem thử ánh sáng của nó sẽ là như thế nào. Đấy. Đó, thì em thấy là khi mà đánh cái đèn này lên á, con bói của em á, thì những cái đốm nâu của nó thì nó vẫn hiện lên, nó vẫn ánh lên cái màu tím. Đó, thì là cái ánh của nó sẽ là ánh tím đấy. Nhưng mà nó sẽ không có vàng nha, không có được vàng, tại vì cá của em là cá vàng đấy. Khi mà đánh cây đèn này thì nó sẽ không có vàng con cá lắm, nó sẽ sáng nhưng mà cái ánh hơi xanh xanh tím tím đấy. Thì anh nào mà đánh chơi bói tím, bói blue thì xài cây đèn này nó sẽ ok hơn đó. Rồi em đã test xong cây đèn ánh sáng 3000K này của Margin, cây đèn mới này trên con cá của em. Thì em thấy là nếu như anh nào mà chơi bối vàng á thì mình nên đánh đèn vàng đấy, đèn vàng nó sẽ ok hơn, nó sẽ sáng, nó sẽ đẹp hơn. Còn ngược lại anh nào mà chơi bối blue á thì là thích hợp, sẽ xài cây này sẽ thích hợp hơn, sẽ ok hơn đó. Thì cảm thấy là cây này nó phù hợp hơn với lại cây con bối blue. Đó, còn bói vàng thì nó vẫn sáng nhưng mà nó sẽ không có được vàng con cá lắm đó, nó sẽ ánh xanh lên, nó sẽ ánh hơi tím tím đó. Rồi đấy, em đã review xong cây đèn ánh sáng 3000K, cây đèn mới này của Margin đó. Thì cây đèn này là cho bối tím, bối blue nha các anh, nên là cái anh nào mà đang nuôi bối á, thì bối tím á, thì có thể tham khảo qua cây đèn này rất là ok luôn đấy. Còn mà cần đèn á, muốn đèn giá tốt á, thì liên hệ qua bên em nha, phụ kiện cá rồng.vn. Em cảm ơn các anh đã xem hết video của em ạ. Em chào các anh.